Xin chào các bạn. Đây là những viên tinh bột nghệ mật ong mình vừa mới làm xong và phơi khô rồi. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết cách để làm những viên tinh bột nghệ mật ong này và tác dụng của nó trong việc điều trị bệnh trào ngược dạ dày nhé. Trước hết là nguyên liệu thì mình có 200g tinh bột nghệ nguyên chất. Đây là tinh bột nghệ nhà mình làm đây các bạn ơi. Màu nó rất là đẹp và nó rất là nguyên chất đấy. Rất là ngon ạ. Với một ít tinh bột nghệ để làm cái bột áo cho nó đỡ dính tay. Và hơn 200g mật ong hoa nhãn. Các bạn làm mật ong hoa nhãn thì nó tốt hơn là mật ong nuôi đường. Mình sẽ đổ cái mật ong này vào cái bát tinh bột nghệ này. Và mình sẽ dùng đũa mình nhéo đều nó lên để cho nó nhuyễn ạ. Mình sẽ đổ. Xin lưu ý với các bạn một điều nhé, riêng làm viên tinh bột nghệ với mật ong này thì nguyên liệu chỉ có tinh bột nghệ và mật ong thôi. Các bạn tuyệt đối không được cho nước lã nhé. Cho nước lã vào thì nó sẽ bị tan ra. Và mình cũng không được cho khô quá thì nó sẽ bị vỡ viên. Mà nếu mà nhão quá thì những cái viên mình viên xong ấy thì nó sẽ chảy xệ xuống thì nó sẽ không được tròn viên ạ. Các bạn ạ, mình là người đã từng bị trào ngược dạ dày khá là nặng. Rất hay bị ợ hơi, ợ chua và ợ nóng và đau tức ở cái vùng thượng vị đấy. Nhiều lúc là mình thấy rất là đắng miệng và hay bị ho về ban đêm. Khi mà đói cũng bị đau bụng, mà no cũng bị đau bụng, mà ăn chua ăn cay vào thì càng bị đau bụng. Vậy cho nên là mình uống kháng sinh thì cũng nhiều. Rồi những viên Nexium này, những cái gói Imagel để trung hòa dịch vị axit ấy, mình uống mà mình cũng thấy nó chả có tác dụng, nó cũng chậm. Về sau là mình mới quay sang mình mới làm cái tinh bột nghệ này để mình uống, và mình viên cái viên này để mình uống hàng ngày thì mình thấy nó khỏi. Riêng mình không, xin báo cáo với các bạn là mình thì không phải là bác sĩ, nhưng mà bản thân mình bị như thế này và mình thấy cái cổ truyền của các cụ là cái nghệ nó chữa dạ dày. Ngày trước ấy thì là uống bằng cái bột nghệ thì nó hăng, nó hắc, khó uống lắm. Nhưng bây giờ nó là viên tinh bột nghệ thì rất là dễ uống. Sau khi mà mình đã lấy cái chày để mình giã cho nó nhuyễn, mình nhào cho nó nhuyễn rồi thì mình đã được một cái khối bột tinh bột nghệ với mật ong trộn nhuyễn ra đây rồi. Bây giờ là mình sẽ vê thôi. Mình sẽ cho vào cái tay này, mình siết thật mạnh để cho nó có cái độ liên kết ấy. Mình siết thật mạnh vào thì nó sẽ độ liên kết, nó sẽ không bị vỡ. Mình sẽ rắc một ít bột áo ra cái khay của cái lò này và mình sẽ vê, lấy hai cái đầu ngón tay theo cái cảm giác của mình thôi. Mình vê nó chỉ bằng cái hạt ngô thôi. Hôm trước thì mình đã có một cái video giới thiệu về cái cách pha tinh bột nghệ với mật ong để uống hàng ngày. Nhưng mà có nhiều bạn rất là bận rộn, không có thời gian để pha chế lách cách ấy. Thì các bạn ấy cứ nhắn tin và gọi điện về là cô ơi, cô có làm cái viên tinh bột nghệ với mật ong này nó tiện lợi không? Mình có đứa cháu mà làm giám đốc doanh nghiệp ấy, bạn ấy bảo là mợ cứ làm cho cháu cái viên này là cháu vừa đi trên xe ô tô là cháu vừa ăn như là ăn kẹo sô cô la ấy thôi, chứ còn buổi sáng là cháu không có thời gian để pha đấy. Và các bạn học sinh cũng thế. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn như thế này, thì các bạn ở nhà các bạn có thể tự làm được cái viên tinh bột nghệ với mật ong này để dùng cho gia đình. Tinh bột nghệ được xem là một phương thuốc đông y có tác dụng hỗ trợ bệnh đau dạ dày rất là hiệu quả. So với nghệ tươi thì tinh bột nghệ là có nhiều ưu điểm hơn. Trong tinh bột nghệ thì có chứa hàm lượng chất curcumin cao và đã loại bỏ được hết các tạp chất, chất xơ và không còn cái mùi khó chịu và hăng nữa, giúp cho chúng ta dễ uống hơn và đạt được hiệu quả cao trong quá trình chữa bệnh đau dạ dày.
mình cứ vê như thế thì mình đã được đầy một cái khay này, cái viên tinh bột nghệ rồi đây các bạn ơi. Khi mới vê xong ấy thì trông nó giống như là cái viên kẹo sô cô la, nó có cái màu thẫm thẫm như thế này. Và các bạn là không được phơi ở trong cái nắng trực tiếp xiên vào đâu nhé, mà chỉ là ở trong cái ánh nắng bên trong thôi. Hoặc nếu mà có lò sấy thì sấy ở cái nhiệt độ tầm 30 độ C. Nếu mà nóng quá nó sẽ bị vỡ. Và đây sau mấy ngày phơi liền thì cái mẻ viên tinh bột nghệ mật ong của mình đã khô rồi đây. Mình sẽ múc ra cái đĩa này để cho gia đình dùng. Các bạn phải phơi thật khô nhé. Và mỗi một buổi sáng sau khi ngủ dậy đấy thì các bạn cứ nhóm khoảng 3 đến 6 viên là các bạn ăn thì nó sẽ tan ở trong miệng ấy, nó đã đủ tỷ lệ tinh bột nghệ với lại mật ong rồi. Sau đó khoảng 20 phút thì mình mới ăn sáng, rất là tốt ạ. Tinh bột nghệ là một trong những thực phẩm kháng viêm rất tốt, nhờ nó có cái hoạt chất curcumin, và mật ong cũng có tính kháng khuẩn kháng viêm, cho nên hai nguyên liệu này trộn với nhau thì rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược dạ dày và viêm dạ dày. Và bây giờ thì mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.